Tin đồn nhiều trai tráng trong làng thường bị mất tích, khiến dân khắp vùng hoang mang về khu rừng này. Họ tương truyền có 4 nàng con gái tuyệt đẹp, giỏi ma thuật, chuyên dùng nhan sắc để dụ dỗ và hãm hại nam nhân. Từ đó khắp nơi gian danh những thiếu nữ diễm lệ đó với danh hiệu mới: ma nữ đa tình. Như vậy mà có thể nói hãm hại được sao? Hãm hại ta đi, dụ dỗ ta đi. Tại hạ ra tay quá đẹp, không làm các cô nương sợ chứ. Chị em thiếp trên đường về quê, không ai gặp bọn thảo khấu chặn đường. Mai nhờ có ân nhân ra tay cứu giúp, thiệt không biết lấy gì mà đền đáp mà. Nhưng mà ta biết ân nhân. Sinh, chàng lại có trong mình bản lãnh cao như vậy. Chính ta cũng không ngờ mà. Cô nương đây danh tánh là gì? Dạ, dạ thiếp. Thiếp tên là Minh Thảo. Minh Thảo hả? Dạ. Minh Thảo có sao không? Ôi da, đau quá à. Đâu đâu, ta coi coi. Khi nãy lúc chạy trốn đó, thiếp dấp phải nhánh cây đó. Dạ, chạy cái móng tay luôn ha. Nóng quá à. Ai, ui da, khiến cắn. Ân nhân. Đến nè. À, thì ra các ngươi là ma nữ đa tình gian danh trong chốn thiên hạ, chuyên môn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ trai tần. Hôm nay gặp ta là kể như xui rồi. Ngày hôm nay ta nhất định dân hiến, dụ dỗ ta đi, hãm hại ta đi. Hey. Sợ hả? Sợ của tội của ta phải không? Thường thường người ta có hai củ thôi, ta có nguyên một chùm luôn. Chưa hết đâu, còn nữa. Hey, đủ sợ chưa? Thì ra là tên đạo sĩ thúi muốn ám hại chúng ta. Thì ra là tên đạo sĩ thúi. Đi đi, vậy ta phải bắt xong hắn. Hãy bắt xong hắn, đem về sơn động hãm hiếp, cho hắn thành thái giám luôn. Thành thái giám luôn. Im. Ups. Ba con ma này ta biết rồi, còn con ma nhí này từ đâu tới đây? Sao thông minh quá vậy? Cái gì? Gì là gì? Ta hỏi người gì, người nói gì, người muốn nói gì đây? Người biết gì là gì không? Nói ta gì đi. Cái gì? Ta hỏi người gì là người phải trả lời ta cái gì, không phải là người hỏi lại ta cái gì. Ta cái gì sao ta biết được cái gì? Người về người hỏi má người biết gì không? Khi nào hỏi má người biết, hỏi tía người biết gì không? Hỏi cái gì vậy? Ta nhét con tội ăn bây giờ. Tì tì, hắn hắn hiếp muội kìa. Đúng là nó xui.
Đạo sĩ Thúi hả? Chấp các ngươi luôn. Sư phụ, hết hồn chưa? Sao mặt mấy tỷ tỷ nhìn giống ma quá vậy? Lần này cái tự chút quả vào thân, ta sẽ cho ngươi nếm mùi bí âm hầm cái trưởng. Hey! Hey! Cái thằng chết chứ không người hiếp cho đâu. Cái bí phải nghe vũ không á? Nghe vũ. Cái này là PG-18. You know, mồ hôi không à? Go lên. Action. Cut. Action. Good luck. Sao? Ăn giọng quá không? Em đang ăn cháo. Uống nước đó. Uống nước tiên đó. Uống nước trẻ đó. Uống rồi. Camera tới đây là đứng hôn vào chỗ này là cho đây pass the screen, ok? Pass the screen, ok? Là cỡ 3 giây sau mấy anh tướng nhảy vô. Nhìn thấy không? Ok? Đá xuống thì cho má tướng lần kia. À, mấy bút đẳng á. Nhẹ chỗ này nó dễ thương. Nè nhá. Nhẹ lên. Nhìn dễ không? Mấy cái thêm mình ủa sao một chân nó đạp hoài vậy? 1, 2, 3, roll lên, action, lên, được, roll lên, action, chân ngang chứ, nấu. Lần này ngươi tự chút quả vào thân, chúng ta sẽ cho ngươi nếm mùi bí âm hầm khí dưỡng, hầm khí dưỡng. Chuyện mới với cái tên thôi, ta đã biết được cái mùi như thế nào rồi. Khốn kiếp, rồi khốn kiếp. Đây là tôi ở đây mua quay lại. Đây là tôi ở đây. Chắc kỹ. Đây là tôi ở đây. 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 Đây là tôi ở đây.